Chào tất cả cô chú anh chị em ha. Thì hiện tại là ông quay lại cái vườn ớt hồi cái đợt vừa rồi. Thì quay lại em thăm. Và thì khi mà em quay lại thăm á, thì cái tình trạng của cái cây ớt này nè, nghĩa là hồi xưa là cây ớt rất là đẹp ha. Đây thì anh mới bắt đầu anh cắt ngắt đọt. Anh ngắt đọt nè. Anh ngắt đọt hết và anh quản lý sâu đầy bọ chỉ á, nó không giống như bên em quản lý. Fino đổi mới nông nghiệp Việt. Thì bữa nay á, em quay cái video này á, thì để nói đến các cô chú anh chị á, là bên công ty của em đã không còn chăm sóc cái vườn này 10 ngày nay nữa, thì cho nên là hơn 10 ngày rồi. Là lý do là như thế này. Thứ nhất á, là ông anh Tấn, ảnh có người em thứ ba. Thì cái người em đó hồi xưa là làm ở Sài Gòn, nhưng mà sau này á, thì mới trong tháng đó mới về đây. Thì cái đất này hồi xưa là của anh ba đó, ảnh mới cho anh hai này, ảnh bằng không. Thì bây giờ khi mà ảnh về á, thì có vợ ảnh về theo. Thì bắt đầu vợ ảnh là mới nói bây giờ là lấy đất lại, tức nghĩa là không cho bằng nữa mà phải lấy lại mình bằng. Thì chỗ anh em anh Tấn anh cũng không muốn mất lòng, cho nên anh sẽ trả lại cái khu vực này và anh tặng luôn cái vườn ớt này luôn, có nghĩa là anh tặng luôn cái vườn ớt này cho người em thứ ba, để cho anh em trong nhà nó hòa thuận, không có phải cãi cọ gì có tí xíu này. Thì khi mà bàn giao lại cho người em thứ ba đó, thì vợ của người em thứ ba là có nghĩa là khi mà xưa giờ xài phân bón của bên đây á, thì cây nó rất là tốt ha. Nhà các cô chú nhìn lại ha, còn cái cây còn lại nè, cây rất là lừa dữ nha. Nhưng mà ngặt con cái là quản lý về sâu rầy bọ chỉ không tốt, cho nên là cái cây nó bị nhăn và cái lá nó bị nhăn hết ha, lá nó dụm hết nè đó. Đó. Dạ, các cô chú thấy không, cây mập dữ lắm mập. Nhưng mà do là thì chị này chỉ nói là chị biết cách xử lý, cho nên là không cần công ty phải nhúng tay vô, chứ cũng biết thuốc xử lý hết rồi, cho nên là không hợp tác với mình công ty bên em nữa. Tức là chị khẳng định vậy, cho nên là bên em cũng quyết định là không đầu tư cái vườn này. Thì bữa nay em vô quay lại để em nói cho các cô chú anh chị mà thêm để cho các cô chú anh chị hiểu ha. Thì cây nói chung ra thì những cái cây còn lại thì rất là tốt ha. Đáng lẽ cái này cao, bữa nay là cao hơn nữa, nhưng mà nó mới về thôi. Thì em cũng xin phép thông báo với các cô chú anh chị như vậy. Có những cây cực kỳ tốt. Thì các cô chú biết sao, hồi trước mà khi mà bên em xử lý á, thì cái tình trạng vàng đọt này nó sẽ ít xảy ra hơn hiện tại. Thì lý do như thế này, khi mà chúng em phun thuốc sâu rầy chúng hút nấm bệnh, chúng em né gốc EC, nhũ dầu. Nó dạng bột thì VKB, SB, dạng sữa thì XC. Tuy ít nóng nhưng mà mùa nắng gắt nó vẫn bị tổn thương. Các cô chú anh chị nếu mà phun những cái dạng này thì nên phun vào buổi chiều mát. Tại vì cái buổi chiều mát cái nhiệt độ của nó xuống thấp. Cái thứ hai nó không còn bị ánh nắng mặt trời đỉnh điểm mà nó chiếu trực tiếp nữa, thì cái tỷ lệ nó bị phỏng thuốc nó sẽ thấp hơn so với cùng buổi sáng ha, với buổi trưa ha. Còn riêng cái thuốc nóng thuốc mát á, thì khi mà các cô chú anh chị để ý giùm em á, thì khi như cái vườn của mình nó đang bình thường và nó chỉ có một cây thôi hoặc hai cây, thì nó hơi bị nhăn nhăn vàng lá, thì mình cứ nghĩ là sâu gầy hoặc là mình nghĩ là chích hút. Thì mình lấy một cái bình sâu gầy chích hút mà mình pha cái bình thuốc mình phun vào, mà phun vào xong á, tới ngày thứ ba mà nó vàng đều vườn thì rõ ràng là do nóng thuốc chứ không phải là do sâu gầy. Tại vì sâu gầy chích hút không thể nào mà nó vàng một cái một hết vườn cả, mà nó vàng lại vàng ngay chăng cái giai đoạn mà là sau 3 ngày mình phun, thì chắc ăn cái đó rõ ràng là do bị thuốc ha, chứ không phải là do bị sâu gầy nó ảnh hưởng nhiều như vậy. Thì khi mà bên em xử lý vườn này thì bên em xử lý là dạng cốm VKG, dạng dung dịch thì nó dạng SL đó. Thì để cho cái vườn của mình nó đỡ nóng, nhìn lên phun và chiều mát ha. Còn riêng về như cái kỹ thuật phục hồi cây bị tổn thương như thế này á, do thuốc nóng á, thì đầu tiên á
thì mình sẽ đổi gốc thuốc. Cái thứ hai á, mình sẽ kích đọt, mình kích từ từ, có nghĩa là mình tạo một cái mầm chồi mới. Thì khi cái mầm chồi mới nó ra mà mình không xử lý thuốc nóng nữa đó, thì bắt đầu cái mầm chồi mới nó từ từ bắt đầu nó mới phát triển, thì cái tỷ lệ mình ra cái mầm chồi mới nó sẽ tốt hơn và cái lá nó thẳng hơn. Còn cái đọt nào mà nó riêng mà nó bị nặng đó thì nó chai đọt á, thì sau 10 đến 15 ngày thấy nó không ổn, mình ngắt cái đọt đi, mình kích lại thì nó sẽ ra cái đọt mới. Thì cái liều kích lại như bên em kích á, tôm tôi và cá tôi, hoặc là tôm tôi và gối 3K, để bắt đầu mình dìu từ từ cái cây nó sẽ ra cái đợt tụt mới và nó ổn định lại. Đó, kiểu như mình cây vậy mình sót, thì mình nếu mà mình phun một cái lọ thuốc mình dập liên tục nha. Thuốc dưỡng nếu như các cô chú anh chị mà dập liên tục cách 2-3 ngày, dập mà lúc mà cái đọt nó đang có sự cố á, thì mình dập liên tục như vậy á, cái hình thành tế bào ở trong cái cây á nó phát triển cũng không có đồng đều đâu. Tại vì nó đều bị kích nè, nó bị kích liên tục thì nó phải giãn nở liên tục, thì nó giãn nở liên tục thì có một số tế bào nó sẽ hình thành không có đồng đều, thì bắt đầu nó tiếp tục lại nhăn thì chúng ta lại sợ nữa. Cho nên chúng ta cũng hạn chế về cái vấn đề kích liên tục ha. Dạ. Rồi thì tụi em cũng xin phép kết thúc video ở đây. Thì cũng mong các cô chú chị thông cảm, thay vì do chủ vườn họ không cho mình làm nữa. Cái chủ vườn mới nha, chứ không phải là chủ vườn cũ. Tại vì chủ vườn cũ là anh Tấn, chủ vườn mới là em Quảng, cho nên là anh không cho mình làm nữa. Và nhất là chị vợ không cho làm thì bắt buộc mình phải không làm thôi. Thì cũng mong các cô chú anh chị thông cảm. Dạ. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì chúc các cô chú anh chị tràn đầy sức khỏe. Dạ, thân ái chào cô chú ạ. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.